Xin chào anh chị. Cái video trước ấy, tôi có làm về cái đất mà ở sau Ủy ban xã Tân Thành ấy, của thành phố Đồng Xoài anh chị ha. Thì cái video đó tôi có giới thiệu về hai con đường. Đó là con đường số 39 và một con đường 32. Hôm trước thì tôi làm cái video thì tôi nói con đường 32 là nó sẽ đi qua khu công nghiệp Đồng Xoài 1, rồi khu công nghiệp Đồng Xoài 2, rồi nó đâm thẳng vào đường Tôn Đức Thắng. Nhưng mà hôm qua thì tôi kiểm tra quy hoạch thì cái con đường đó nó không phải là con đường nhỏ như vậy, mà nó là một con đường rất lớn. Cái con đường ở ngã tư giao nhau với đường số 39 mà cái khu đất mà sau Ủy ban Tân Thành ấy, là con đường này này anh chị. Là con đường này này. Cái con đường này là đường vành đai 1 anh chị ha. Đường vành đai 1. Con đường vành đai 1 này nó chạy bắt đầu từ chỗ đường vành đai Tân Phú Đồng Tiến ở bên xã Tân Hưng huyện Đồng Phú ấy. Nó chạy dài qua đây, nó chạy băng qua khu đô thị Cát Tường Phú Hưng này. Đó anh chị theo không ạ? Rồi nó băng qua khu nghiệp Đồng Xoài 3, rồi chạy thẳng xuống quốc lộ 14 qua Ủy ban xã Tân Thành, rồi qua cái khu đất mà tôi giới thiệu cho anh chị ạ. Đó, cái khu mà đất người ta phân nền mà ngang 5 sâu 45 mà người ta bán 950 triệu một nền á, là hai con đường này đi băng thẳng xuống đó. Anh chị mà coi hai video trước của tôi ấy, thì trước đó thì tôi có giới thiệu về con đường đó với con đường số 39. Nhưng lúc đó thì tôi nhìn lộn, tôi lại tưởng nó là con đường bên khu nghiệp Đồng Xoài 2, nhưng không phải. Cái con đường Tôn Đức Thắng ấy, cái con đường Tôn Đức Thắng là một con đường nhỏ thôi. Đường Tôn Đức Thắng nó chỉ là đường 28 hay là đường hình như đường 28m thôi. Anh chị 18 hay 28 gì đó. Đấy. Nhưng mà hôm qua tôi kiểm tra quy hoạch á, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Hôm qua tôi kiểm tra quy hoạch thì nó là cái con đường này. Đường này đường vành đai 1 thì hết cái khu Cát Tường Phú Hưng này thì dưới kia là đường vành đai 2. Đó, đường vành đai 1 và đường vành đai 2 này chạy song song nhau. Thì cái con đường vành đai 1 này nó chạy thẳng xuống dưới đó. Thẳng xuống Ủy ban Tân Thành, rồi xuống khu công viên, quy hoạch khu công viên cây xanh của xã Tân Thành, rồi nó đi thẳng sang đường Hồ Chí Minh luôn anh chị ha. Đó, thì cái điểm cuối của cái đường vành đai 1 này là nó ở đường Hồ Chí Minh, và nó băng ngay qua, nó băng ngay qua cái khu đất mà tôi đang giới thiệu cho anh chị. Chỗ đấy thì nó là ngã tư giao nhau giữa đường vành đai này với đường số 39 anh chị ha. Thì ngày hôm nay tôi làm cái video này, tôi quay cái khúc đường này, cái khúc đường vành đai 1 này mà nó chạy qua khu đô thị Cát Tường Phú Hưng này. Đó, rồi nó chạy qua khu nghiệp Đồng Xoài 3 này, thì để cho anh chị tưởng tượng xong, sau này cái con đường này nó chạy qua cái khu đất mà sau Ủy ban xã Tân Thành ấy, nó sẽ làm đẹp y như này luôn. Nó sẽ làm đẹp y như này này anh chị ạ. Đó, thì anh chị tưởng tượng là khi mình đầu tư cái những cái đất mà khi mà nó chưa có con đường như này. Đấy, nếu mà nó đã có con đường như này rồi thì chắc chắn rằng anh chị sẽ không mua giờ bao giờ mua được cái giá tốt nữa anh chị ha. Không bao giờ mua giá tốt. Bây giờ anh chị thử xem, thử nghĩ xem là nếu anh chị mua những cái nền đất trước khi cái con đường này nó mở này. Tôi còn nhớ là năm 2016-17 tôi ở đây này, là chưa có con đường này đâu. Lúc đấy là chỗ này là đường đất đỏ này, lúc đấy là đường đất đỏ này. Đó, nhà đầu tư kiếm rất nhiều tiền ở khu vực khu nghiệp Đồng Xoài 3 này với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng này anh chị ha. Tôi còn nhớ là tôi có một anh khách ở đây này, có 800 triệu. Rồi tôi kêu là anh còn đất không? Đi vay thêm 800 nữa đi thành tỷ 6, mua miếng đất ở cuối kia cả. Ở cuối cái khu đô thị này mà hồi đó chỗ này là rừng cao su. Đó, anh chị nhá, ở rừng cao su. Ông mua cái vào miếng đấy là 1 tỷ 6 thì ông mua. Ông vay 800 rồi ông có tiền sẵn có là 800 là tỷ 6 đúng không? Là ông mua vào cái miếng đó là 1 tỷ 6, nhưng 3 tháng sau khi cái ông này ông khởi công này, ông này ông khởi công, ông móc gốc này chứ chưa làm đường này đâu, chưa làm cơ sở tầng này đâu, bán được hơn 3 tỷ đấy anh chị ạ. 3 tháng sau thôi chứ không có dài đâu. Nghĩa là cái năm đó là anh từ cái 800 triệu tiền vay với 800 triệu tiền tự có đó, là riêng cái năm đó anh chỉ xoay được lợi nhuận được lên đến tận 7 tỷ đấy anh chị ạ. Đó, 7 tỷ đó. Nhờ này, nhờ thằng khu nghiệp này, rồi nhờ thằng Cát Tường Phú Hưng này, nhờ cơ sở hạ tầng này anh chị ha. Thế thì mình phải mua trước khi trước khi đường nó có, đúng không ạ? Đường nó có rồi các dự án nó mọc lên, chứ còn nó mà mọc đẹp như này rồi thì không có đâu anh chị ha. Đó là tôi chia sẻ về cái thực tế, tôi đã có một khách như vậy anh chị nhá. Ừ. Thế thì hôm nay tôi làm video này, tôi quay cái khúc đoạn đường này. Đúc đoạn đường này nó chạy qua đường vành đai 1 này, nó chạy qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3, rồi khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, để cho anh chị tưởng tượng, hình dung sau này vẫn là con đường này chạy thẳng xuống Ủy ban Tân Thành,
qua cái đất mà chỗ đằng sau Ủy ban Tân Thành ấy, thì ví dụ anh chị mà mua những miếng đất đó, sau này mà con đường này nó làm đẹp ra như vậy, như này, thì sau này anh chị biết rằng là như vậy là cái lợi nhuận nó rất là cao. Cái tỷ lệ lợi nhuận trên sinh lời trên bất động sản nó rất là cao, vì mình mua trước hạ tầng, mình mua trước hạ tầng anh chị ha. Đấy, một lần nữa tôi nhắc lại nhá, trước mặt anh chị là đường Vành Đai 1. Đường Vành Đai 1 thì con đường này nó bắt đầu từ đường Vành Đai Tân Phú Đồng Tiến và nó kết thúc ở đường Hồ Chí Minh. Đường Vành Đai Tân Phú Đồng Tiến thì thuộc xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Còn đường Hồ Chí Minh á thì là nó thuộc ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đó, thì cái con đường này băng qua Ủy ban Tân Thành, qua quốc lộ 14 và giao nhau với đường số 39 ngay cái khu đất luôn. Bây giờ tôi cùng anh chị xuống khu đất anh chị ha, để cho anh chị thông qua video này anh chị nắm bắt được. Hai video trước thì tôi nói cái con đường giao nhau đường số 39 là một con đường khác chứ không phải là con đường này. Như hôm qua kiểm tra quy hoạch thì nó là con đường này, thì nên hôm nay tôi phải quay để cho anh chị hình dung anh chị ha. Bây giờ tôi cùng anh chị xuống đất nhé. Rồi, hiện tại tôi đang đứng ở đây là quốc lộ 14, chỗ Ủy ban xã Tân Thành này anh chị ạ. Đó, Ủy ban xã Tân Thành đây. Đó, cái chỗ mấy cái bảng đỏ đỏ đó là Ủy ban xã Tân Thành anh chị ha. Còn đây là quốc lộ 14 này. Đó, cái đầu video thì tôi quay anh chị là ở phía bên kia. Phía bên đó là khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, rồi khu nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị ha. Đó. Còn đây thì bây giờ tôi đang đứng ở đây quốc lộ 14. Thì cái chỗ này là ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường Vành Đai 1 anh chị ha. Lúc đầu video tôi quay cái đoạn đường Vành Đai 1 mà nó nằm ở khu nghiệp Đồng Xoài 3 và khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, thì cái đoạn đấy người ta làm rồi, nhìn nó đẹp không ạ? Đó, còn đoạn này chưa làm thì cây cỏ tùm anh chị nhá. Đấy, thì tới đây là con đường Vành Đai 1 nó băng từ bên đó chạy qua đây, nó băng qua quốc lộ 14 này, qua bên hông của Ủy ban Tân Thành này, băng qua cái nhà này, chạy xuống cái khu đất mà tôi đang giới thiệu cho anh chị. Thì bây giờ tôi cùng anh chị chạy xuống dưới đó ha. Tuy nhiên thì ở đây thì cây cỏ nó mọc tùm, tôi không nhìn thấy cái mốc nó đâu cả, nhưng mà dưới đấy người ta cắm mốc đường hết rồi anh chị nhá. Đó, một lần nữa tôi nhắc lại nhá, cái vị trí đang đứng ở đây là ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, và là ngã tư đường Vành Đai 1 giao nhau với quốc lộ 14. Đường Vành Đai 1 nó chạy như này, đó, chạy như này anh chị ha. Đó, chạy như này để về DT41, về khu nghiệp Đồng Xoài 3, về khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Rồi tôi quay cho anh chị. Còn đây là quốc lộ 14 anh chị ha, Ủy ban Tân Thành. Còn bây giờ mình đi thẳng hướng này là xuống cái vị trí của cái bảy nền đất 950 triệu một nền anh chị nhá. Đấy, để cho anh chị hình dung là sau này mình đầu tư vào cái khu này thì nó tiềm năng như thế nào anh chị ha. Từ đây xuống đó mấy trăm mét thôi anh chị ha. Cái anh chàng chạy ra đó là ủy ban. Đó là ủy ban Tân Thành anh chị ha. Đó, bây giờ mình vào đất, có cái đường của cô vừa chạy ra là đường xuống đất anh chị ha. Bây giờ mình xuống nha. Sau này đường Vành Đai 1 đã làm rồi thì cứ chạy một đường xuống là vừa đổ dốc cái là xuống đó là gặp ngã tư luôn. Đây là một ngã tư lớn này, quốc lộ 14 và Vành Đai 1 này, nhưng xuống khoảng chừng 300m dưới kia có thêm một cái ngã tư nữa, dưới đó là ngã tư Vành Đai 1 và đường số 39 giao nhau, thì cái khu đất của mình là dưới đó. Bây giờ mình xuống dưới đó nha chị ha. Sau này thành phố Đồng Xoài chúng ta, đặc biệt là xã Tân Thành, quỹ đất rộng, bằng phẳng, địa hình bằng phẳng và quỹ đất lớn, quỹ đất rộng, thì sau này người ta sẽ làm cơ sở tầng rất là đẹp anh chị ha. Chỉ sợ là không có đất thôi, chứ còn đất mà rộng thênh thang mênh mông mà không có người dân ở như này thì nhà nước người ta sẽ kiến tạo lên mỗi khu những cái khu mà ở chất lượng cao, rồi là cơ sở tầng tốt anh chị ha. Đó, anh chị nhá. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới đó nhá. Rồi xin chào anh chị, bây giờ thì tôi chạy xuống đến sau ủy ban của xã Tân Thành rồi. Vừa nãy thì tôi quay trên cái chỗ cột đăng ten đó anh chị thấy không ạ? Đó, cột đăng ten đó nhá. Còn bây giờ tôi đang đứng sau ủy ban rồi. Trên đó là quốc lộ 14, còn đây là cái phần bên dưới này. Phần dưới này thì cái khu đất mà tôi giới thiệu cho anh chị là bên kia anh chị ha. Như đầu video tôi có chia sẻ với anh chị ạ, là cái con đường Vành Đai 1 nó sẽ chạy qua đây. Và cái vị trí đang đứng ở đây là ngay ngã tư đường Vành Đai 1 giao nhau với đường số 39 anh chị ha. Cái mốc này này của đường số 39 này. Đó, 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 nó chạy băng sang bên kia. Tí nó quay, tôi quay ra đó cho anh chị xem anh chị ha. Đó, anh chạy theo bên kia. Còn đến mốc kia là của đường Vành Đai 1. Đường Vành Đai 1 này như vậy tôi từ đầu video tôi quay đấy, quay từ khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Đó, nó chạy suốt từ bên đó, nó chạy qua đây luôn. Anh chị ha, nó chạy qua quốc lộ 14 này, qua Ủy ban Tân Thành này, nó chạy xuống đây, nó giao nhau với đường số 39 này. Sau này ở đây là một ngã tư rất là lớn luôn, rất là lớn luôn anh chị ha. Đường Vành Đai 1 là một con đường khá là lớn.
đường vành đai 1 với đường vành đai 2 nó chạy song song nhau. Đường vành đai 2 nó cách đây khoảng chừng 3-4 cây nữa là tới vào đường vành đai 2. Anh chị ha, chỗ cầu Nhà Bích đó, chị nhìn thấy nhiều cột đúng không ạ? Hai mấy cái cột này là dành cho đường khu quy hoạch của công viên cây xanh của xã Tân Thành, cũng như là quy hoạch đường giao thông anh chị ha. Đó, một lần nữa tôi nhắc lại nhé, cái vị trí ông đứng ở đây là ngay ngã tư đường vành đai 1 giao nhau với đường số 39 anh chị ha. Đường số 39 chạy thẳng từ đây lên này. Hôm qua tôi có làm một cái video, tôi quay về cái bản đồ quy hoạch ấy. Tôi có quay rất là chi tiết về hai tuyến đường này, nó đi từ đâu đến đâu. Thì cái tuyến đường số 39 này á, là cái điểm đầu ở, nó là giao nhau với nhà khách tỉnh Bình Phước, chỗ đường Lê Duẩn và đường Lý Thường Kiệt á. Và cái điểm cuối cùng nó kết thúc ở dưới đường vành đai 2. Nghĩa là con đường số 39 này đâm thẳng vào đường vành đai 2. Nó đâm vào đường vành đai 1 rồi, nó tạo ra một ngã tư ở đây rồi. Xuống dưới đó, nó tạo thêm một ngã tư nữa ở đường vành đai 2. Bản thân con đường số 39 này nó băng qua đến ấp 6 xã Tân Thành này, thì nó băng qua đường vành đai 1, băng qua đường vành đai 2 luôn anh chị ha. Đó, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đây là đường vành đai 1. Cứ thế, sau này người ta làm đường giống cắt tường Phú Hưng á với khu nghiệp Đồng Xoài 3 á, thì con đường này nó sẽ lớn như vậy, nó sẽ lớn như vậy và đi thẳng lên quốc lộ 14, đi thẳng về khu nghiệp Đồng Xoài 3, khu đô thị cắt tường Phú Hưng DT741, đi thẳng về vành đai Tân Phú Đồng Tiến, đi khu nghiệp BKMX Đồng Phú. Nếu anh chị nào mà đầu tư đất ở gần đây này, sau này hưởng được con đường này là con đường vành đai 1, con đường số 39 cộng thêm cái bên chùm trong cao su bên kia là đất thương mại dịch vụ kinh doanh buôn bán anh chị ha. Còn bên này là công viên cây xanh. Không có tiền thôi chứ có tiền người ta làm nhanh lắm anh chị ạ. Trời ơi, cái địa hình này người ta làm không mấy chốc mà thành một cái khu công viên rồi khu vui chơi giải trí đâu. Ở đây nó có một cái hồ rất là đẹp nha anh chị nhá. Thì thành phố Đồng Xoài của chúng ta thì có rất là nhiều hồ lớn nhỏ anh chị ha. Thì ở vị trí này của chúng ta thì cũng có một cái hồ rất là đẹp. Nó thuộc quần thể hồ của thằng hồ Suối Cam đấy anh chị ạ. Đó, thì sau này cứ theo cái ven hai bên hồ này người ta sẽ làm công viên cây xanh, rồi khu vui chơi giải trí anh chị ha, rồi thương mại dịch vụ. Rồi, bây giờ mình ra đây. Quay thì phải quay chi tiết cho anh chị, đặc biệt là những chị ở xa mình chưa hình dung được về thành phố Đồng Xoài hoặc là xã Tân Thành, thì mình thông qua cái video của tôi thì mình nắm bắt được anh chị ha. À, đây là cái mọc cọc này là của thằng cọc này là của thằng số 39 thì phải, 39 hoặc vành đai 1 đó. Đó, đó, đây này. À, cọc đó của số 39 nhá. Đây con đường số 39 này này, nó chạy gần như là nó lấy hết cái miếng đất nhà ông này ạ. Miếng đất nhà ông này, xin lỗi, nó không phải lấy hết mà lấy hết cái phần đuôi đất nhà ông này. Đó, đây này, tôi phải ra đúng cái mốc của nó. Với tôi kiểm tra quy hoạch tôi đúng cái mốc này này. Tôi đứng đúng cái mốc này này. Với tôi đứng đúng cái mốc này nhá. Là con đường nó ăn tới đây. Đây chị nhìn này, đây một cột này. Đó, đây một cột nhá. Anh chị nhìn theo ngón tay tôi chỉ kìa. Hai cột, đường ba cột đúng không ạ? Bên kia là cái tim của nó, kia cột nữa kìa. À, nghĩa là con đường này nó sẽ chạy thẳng như này lên nhà khách tỉnh này, lên đường Lê Duẩn, lên đường Lý Thường Kiệt này anh chị ha. À, nhiều khi anh chị cũng không biết là đường này nó chỉ biết là cắm cọc ở đây thôi chứ chẳng biết nó đi đâu về đâu ạ. Thì thông qua những cái video của tôi thì anh chị sẽ biết nó chạy về đâu. Con đường này một lần nữa tôi nhắc lại nhá, đi thẳng lên đường Lê Duẩn, đường Lý Thường Kiệt và nhà khách tỉnh luôn anh chị ha. Còn đường vành đai 1 là cái cây cao cao đó ở trong cái vườn cao su đó, đi thẳng lên khu đô thị cắt tường Phú Hưng, khu công nghiệp Đồng Xoài 3, DT741, đi Đồng Phú anh chị ha, đi BKMX, đi DT753 được anh chị nhá. Còn quay lại thì đi đường Hồ Chí Minh. À, còn cái đường này thì bản thân của nó thì đi tiếp là vườn vành đai 1, vành đai 2. Vành đai 1 thì ngã tư ở đây rồi, thành vành đai 2 dưới kia anh chị ha. Rồi, bây giờ mình đi ra đây. Đây, con đường số 39 này, nó chạy như này. Thì cái miếng đất mà tôi giới thiệu cho anh chị là miếng này. Đó, chị nhìn theo ạ. Thế sau này mà cái miếng này, sau này, trời ơi, cái miếng này anh chị ạ. Anh chị mua thời điểm này nó còn tùm có thì cọc mọc tùm vượt đầu người thế này. Thì mình mua được dưới 1 tỷ một nền. Chứ sau này anh chị cứ tưởng tượng đi. Nó chỉ cần đền bù thôi, tôi nói chỉ cái thông tin đền bù thôi, lại đi đếm cây đền bù thôi là cái giá trị nó đã khác rồi anh chị ạ. Đó, đây nó cắm cọc rồi thì cái bước thứ hai nó sẽ là đi đền bù anh chị ha. Đó rồi nữa gì nữa, rồi móc gốc, rồi làm mặt bằng thì lên thêm một mức giá nữa đó. Thì mình đi đầu tư mình phải nắm bắt được quy hoạch, rồi mình phải đi trước hạ tầng anh chị ha. Đấy, thì tóm lại là cái bảy nền ông chủ này ông phân là như này: 5 45 5 45 5 45
hết. À, trên đỉnh dốc kia thì cái miếng 267, 267 bán 2 tỷ. Rồi, còn những cái này là ngang 5, sâu 540, 545. 545 thì ông bán là 950 triệu một nền. Anh chị ha. Đấy, cách Ủy ban Tân Thành có bao nhiêu đâu? Từ đây lên Ủy ban Tân Thành khoảng 300 m. Từ đây lên Ủy ban Tân Thành này, lên quốc lộ 14 này, khoảng 300 m thôi. Anh chị ha. Đó. Đó. Anh chị nào mà đầu tư mình mua hết được 7 nền thì tuyệt vời. Anh chị ha. Đó là hạ tầng thì nó đi mốc rồi, nhưng không có gì phải sợ nữa rồi. Anh chị ha. Gần đường vành đai 1, gần ở đường số 39. Anh chị ha. Đó, gần. Cái này rất là gần anh chị ha. Đó, đây, miếng đất này đây. Quay chi tiết cho anh chị xem. Cái con đường này đi thẳng đầu nối trực tiếp quốc lộ 14 nhá. Đó, con đường này này. Đó. Sau này ở khu vực này, à, cái chòm cao su bên kia chị. Anh chị, cái chòm cao su bên đó là đất thương mại dịch vụ nhá. Sau này nó tập trung cho buôn bán kinh doanh ở bên đó đó. Anh chị ha. Còn cái bên kia nó vừa kết hợp là công viên cây xanh rồi thương mại dịch vụ luôn. Anh chị ha. Đó. Rồi, tôi quay sơ sơ vậy thôi để cho anh chị được nắm bắt được. Anh chị ha. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Cái khu đất này á, thì là người ta phân thành là 7 nền nhỏ, ngang 5, sâu 45, thổ cư 50. Giá bán là 950 triệu một nền. Còn cái nền ở trên kia là 267. 267 người ta bán 2 tỷ. Đều có thương lượng hết anh chị ha. Thì mọi thông tin về cái sản phẩm này anh chị cứ liên hệ cho tôi thông qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.